đưa thi thể phi công Trần Quang Khải về bờ. Khoảng 20 giờ 40 ngày 17 tháng 6, tàu của Hải đội 2 Bộ Biên phòng Nghệ An đã tiếp nhận thi thể phi công Trần Quang Khải do ngư dân phát hiện ở vị trí máy bay Su-30 MK2 mất liên lạc. Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho hay lúc 18 giờ ngày 17 tháng 6, một tàu cá của ngư dân ở Nghi Lộc, Nghệ An đã phát hiện một thi thể cuộn trong dù cách đảo Hòn Mê Thanh Hóa khoảng 33 hải lý về phía đông, đông nam. Sau khi nhận được thông tin này, lúc 18:05 ngày 17 tháng 6, Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu BP061901 đến hiện trường tìm vớt. Tối 17 tháng 6, Sở Chỉ huy cứu hộ cứu nạn phi công Su-30 MK2 và máy bay KC-212 tại Hải Phòng xác nhận thi thể được ngư dân Đậu Thành Kính vớt, đó chính là phi công Trần Quang Khải. Ghi nhận của phóng viên, tối 17 tháng 6, khu vực cầu cảng Cửa Hội, nơi Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đóng quân, địa điểm dự kiến đón thi thể phi công Trần Quang Khải được bảo vệ nghiêm ngặt, cổng vào đóng kín, người dân và các phóng viên không được vào trong. Rất nhiều người tập trung trước cổng Hải đội 2. Công tác chuẩn bị đón thi thể phi công Khải được các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và các lực lượng liên quan chuẩn bị trong lặng lẽ. Hơn 23 giờ, ven bờ biển Nghệ An sóng to, trời mưa, Đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho hay, theo dự kiến ít nhất phải 2 giờ ngày 18 tháng 6, anh Khải mới được đưa vào đất liền. Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ngư dân Đậu Thành Kính, 50 tuổi, chú xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, chiều 17 tháng 6, tàu cá mang số hiệu NA90554TS của ông phát hiện một thi thể có dù, giày dép. Đến 20:40 thì tàu bàn giao cho Hải đội 2. Theo lời ông Kính, sáng 17 tháng 6, tàu gồm 6 thuyền viên ra khơi sau nhiều ngày nghỉ ngơi. Đến 14:45 sau khi vận chuyển nhu yếu phẩm vào khoang và làm thủ tục ra khơi, con tàu hành trình đến tọa độ 19 độ 12 phút Bắc và 106 độ 28 phút Kinh Đông, nơi giáp ranh giữa hai vùng biển Nghệ An và Thanh Hóa cách đảo Mắt 22 hải lý. Tại đây, các thuyền viên trên tàu phát hiện một thi thể lạ cách đó hơn 200 mét. Khi đưa ống nhòm để nhìn thì họ thấy một thi thể bên cạnh đó là chiếc dù của phi công. Trước đó, trên đường đi chúng tôi gặp nhiều tàu của lực lượng biên phòng đi tìm kiếm phi công Khải nên chúng tôi lập tức gọi điện và cho chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ cứu nạn, ngư dân Kính kể. Sau khi điện báo, tàu của ông Kính đã đánh dấu vị trí phát hiện và chờ tàu của biên phòng đến tiếp nhận. Thi thể của nạn nhân đã trương phình, có dù, giày dép và trang bị đầy đủ. Có thể người này đã tử vong cách đây vài ngày, ông Kính nhận định. Khoảng 20:50, tàu biên phòng của Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An và lực lượng biên phòng của đảo Mắt có mặt và xác nhận đó là phi công Thượng tá Trần Quang Khải. Tàu đã làm thủ tục vớt thi thể lên để đưa vào bờ. Riêng tàu của ngư dân Kính tiếp tục hành trình đánh cá, chúng tôi mới ra khơi nên không thể vào bờ. Phải một tuần nữa chúng tôi mới cập cảng, ông Kính nói. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.